Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Huyện Đất Đỏ hoàn thành nghị quyết giảm tỷ lệ hộ nghèo. Huyện Châu Đức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2020. Thị xã Phú Mỹ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng tầm đô thị loại 3. Quý vị đang theo dõi phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển, ghi nhận tại huyện Đất Đỏ sẽ mở đầu chương trình ngay sau đây. Thưa quý vị, đến nay, 24 trên 24 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy Đất Đỏ đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng nguyên tắc điều lệ đảng, quy chế bầu cử trong đảng, cũng như chương trình thời gian quy định. Kết quả tổ chức đại hội cấp cơ sở tại huyện Đất Đỏ cho thấy, các khâu nhân sự, văn kiện đến công tác chuẩn bị, các chi đảng bộ trên địa bàn huyện đều thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị hướng dẫn của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy. Cụ thể, trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, từng chi đảng bộ đều đánh giá xác thực những ưu điểm hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục. Đề ra chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với tình hình thực tế. Nhân sự cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng được chọn lựa đúng quy định, đảm bảo đủ khả năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Sau thành công của đại hội cấp cơ sở, huyện ủy Đất Đỏ sẽ đẩy mạnh thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện tại, huyện ủy đang tập trung hoàn chỉnh từ khâu nhân sự, văn kiện đến công tác chuẩn bị các bước cho đại hội theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Thưa quý vị, qua 4 năm triển khai công tác giảm nghèo và đặc biệt là giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều, huyện Đất Đỏ đã có 1.951 hộ thoát nghèo, đạt 96% chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết đảng bộ huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả trên cho thấy rõ ràng là đảng bộ chính quyền Đất Đỏ đã nỗ lực rất lớn để chăm lo cho cuộc sống nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống nhân dân làm kim chỉ nam cho những hoạch định xây dựng phát triển. Và đời sống vật chất tinh thần người dân huyện Đất Đỏ, đặc biệt là người nghèo, hiện đã được cải thiện đáng kể, là minh chứng rõ nét nhất. Gia đình chị Nguyễn Thu Hà ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ thuộc diện hộ nghèo. Đầu năm 2018, qua bình xét, gia đình chị được Ủy ban Nhân dân xã Long Tân giới thiệu vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn chị Hà đầu tư nuôi bò sinh sản, và chỉ sau một năm rưỡi, chị Hà ước thu lãi hơn 15 triệu đồng từ bán bò con. Số tiền mà trước đó chị có cực lực gom góp cả năm cũng chưa từng có. Năm 2018 là Ủy ban dân xã là có hỗ trợ cho mình vay cái số vốn là 70 triệu đồng. Mình về mình mua một con bò cái, rồi mình làm chuồng mở rộng ra rồi nuôi con bò để cho bò cái là nó sinh sản là nó đẻ ra được, hiện giờ là nó đẻ được 2 con. Rồi cuối năm 2019, tháng 12 2019 là Ủy ban Nhân dân xã là có hỗ trợ cho mình cái nhà đại đoàn kết đó, rồi cho là 60 triệu, rồi mình làm cho nó nới nó rộng thêm, nó hơi lớn hơn một chút xíu nữa, rồi cũng tiền ở nhà nuôi bò đó, rồi mình dành dụm ra, rồi mình thêm tiền vô mình làm cái nhà. Thì như bây giờ là cuộc sống thì nó cũng đỡ, cũng ổn định, nó đỡ vất vả hơn. Gia đình chị Võ Thị Thu Hồng ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, từ năm 2019 được Ủy ban Nhân dân xã Long Tân tạo điều kiện cho vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư vào trồng bí. Ngay lứa đầu tiên, gia đình chị Hồng đã thu được lợi nhuận 10 triệu đồng. Hiện nay chị Hồng đang tiếp tục đầu tư vào lứa bí thứ hai với kỳ vọng vụ sau cao hơn vụ trước gấp đôi. Gia đình em cũng là thuộc vào hạng hộ nghèo, được nhà nước hỗ trợ cho nguồn vốn là 40 triệu nuôi bò. Thì lúc trước em có nuôi bò, sau này cái là em bán bò đập tiền vốn vô đây mà làm bí. Thì em làm cũng được 2 vụ bí rồi, vụ này là vụ thứ hai, cũng gia đình cũng đỡ hơn, đỡ khó khăn hơn lúc trước. Bây giờ gia đình cũng nuôi con đi học đồ ổn định, kinh tế cũng ổn định hơn. Tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, năm 2018, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đất Đỏ tính chấp cho gia đình chị Cao Ngọc Huệ vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư xưởng may gia công quần áo.
Hiện tại, xưởng may mang lại nguồn thu nhập trên 60 triệu đồng một năm cho gia đình chị Huệ, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương. Cuối năm 18, em xin ở trên chính quyền địa phương có tạo điều kiện cho em vay được 100 triệu. Em mua máy móc về làm, rồi có những bà con nào rảnh thì tới đây làm, còn không thì mang hàng về nhà làm. Được con cái là con em còn nhỏ, đi học đi đâu cần phải đưa rước, em vô công ty không được. Nên là ở nhà làm vậy thì tháng cũng được 6 triệu, 6 triệu rưỡi. Thì đưa rước con đi học từ thứ bảy chủ nhật ở nhà vừa chăm con vừa làm thì nó tiện hơn vô công ty. Theo thống kê của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quỹ Đất Đỏ, tính từ năm 2016 đến nay, tổng nguồn vốn vay dành cho các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, nhà ở, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện là hơn 458 tỷ đồng trong tổng số 17.272 lượt hộ. Để giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, các xã thị trấn của huyện Đất Đỏ còn vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp giúp đỡ người nghèo. Từ các nguồn quỹ, các địa phương tập trung hỗ trợ về vốn cây con giống, phương tiện sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi, giúp hộ nghèo phương thức làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong cái giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban dân huyện thì đã thành lập ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, trong đó có phân công từng thành viên phụ trách địa mà từng các xã thị trấn để theo dõi và giúp đỡ hỗ trợ các địa phương để cùng chung tay chăm lo cho bà con hộ nghèo để giảm nghèo một cách bền vững. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hiện trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã có 1.951 hộ trên 2.052 hộ thoát nghèo và chỉ còn 270 hộ nghèo trong tổng số 20.684 hộ dân, đạt 96% chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết Đảng bộ huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là chỉ tiêu dự báo về đích sớm trong lộ trình thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12% xuống còn dưới 1% trong giai đoạn 2016-2020. Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Đất Đỏ vừa tổ chức giải tennis chào mừng đại hội đảng các cấp. Tham gia thi đấu có 14 cặp đôi là lãnh đạo các cơ quan phòng ban, đại diện các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện. Các cặp vận động viên tham gia giải tennis huyện Đất Đỏ thi đấu theo thể thức vòng bảng loại, sau đó thi đấu bán kết và chọn đội thi đấu chung kết. Kết quả, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba cho các vận động viên xuất sắc. Giải tennis được Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Đất Đỏ tổ chức dịp này là một trong những hoạt động thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa lãnh đạo địa phương với cộng đồng doanh nghiệp huyện nhà, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trên địa bàn huyện. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hội người cao tuổi xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ tròn 70, 75, 80, 85 tuổi trên địa bàn xã. Hội người cao tuổi xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ đã trao giấy chúc thọ của Hội người cao tuổi Việt Nam cho 86 cụ tròn 70 tuổi, 75 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi và gửi tặng những món quà ý nghĩa. Chúc các cụ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Những năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được cấp ủy, chính quyền xã Láng Dài quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Các chi hội người cao tuổi đã xây dựng được quỹ hội, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau qua đời. Riêng 6 tháng đầu năm nay, Hội người cao tuổi xã đã phối hợp thăm và chúc thọ cho 18 cụ tròn 90 tuổi và 1 cụ 100 tuổi, lập danh sách cho 492 cụ được hưởng chế độ bảo trợ xã hội với số tiền 320 triệu đồng, cấp hơn 510 thẻ bảo hiểm y tế, thăm viếng và phúng điếu cho hơn 30 hội viên bị bệnh qua đời. Hiện tại, 100% người cao tuổi, người già yếu neo đơn trên địa bàn xã Láng Dài được tiếp cận đầy đủ các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước. Ghi nhận tiếp theo tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, tại ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện đoàn Châu Đức đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020. Với chủ đề thanh niên sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay của huyện đoàn Châu Đức diễn ra trong 2 tháng, với nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.
Trong đó, hai hoạt động lớn được huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tập trung thực hiện gồm công trình đường hoa kiểu mẫu, thiết kế sân chơi tặng thiếu nhi vùng sâu vùng xa. Ngay sau lễ ra quân, các đội tình nguyện đã chia thành 4 đoàn trồng hoa 10 giờ, hoa sam dưới gốc cây lộc vừng và bồng hoa hai bên đường dọc theo quốc lộ 56, đoạn từ đầu đường một chiều xã Bình Ba đến dòng xoay ngã giao với chiều dài hơn 3 km. Đây là công trình đường hoa thanh niên chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hoạt động này nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, mang lại cảnh quan xanh sạch đẹp. Ban tuyên giáo huyện ủy Châu Đức vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 40 học viên là cán bộ phụ trách công tác truyền thanh cơ sở năm 2020. Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ truyền thanh cơ sở huyện Châu Đức, học viên được hướng dẫn kỹ năng thu thập thông tin, viết tin bài, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mở sổ nhật ký phát thanh, cách sắp xếp thời lượng, nội dung các chuyên mục. Học viên cũng được hướng dẫn quản lý khai thác và vận hành thiết bị truyền thanh, cách khắc phục những hư hỏng thông thường, hướng dẫn sử dụng phần mềm QuinEdit Pro 2.1, kỹ năng sử dụng máy ghi âm. Trong quá trình tập huấn, các học viên đã thực hành viết tin bài và thao tác vận hành máy FM, thảo luận và đáp thắc mắc các nội dung liên quan. Ủy ban nhân dân xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức vừa phối hợp với Hội người cao tuổi xã tổ chức họp mặt và mừng thọ cho 205 cụ cao tuổi trên địa bàn nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Tại buổi họp mặt ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, các cụ cao tuổi xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức đã cùng ôn lại truyền thống của người cao tuổi trong quá trình đấu tranh giữ nước và dựng nước. Ai cũng tự hào vì trong bất kỳ giai đoạn nào, người cao tuổi cũng luôn là lực lượng tiên phong gương mẫu trong việc tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc, đề cao lối sống lành mạnh, thuần phong mỹ tục, là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Dịp này có 205 cụ tròn 70 tuổi, 75 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi được trao giấy mừng thọ, đồng thời nhận mỗi người một phần quà trị giá 600.000 đồng. Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt ở xã Suối Rau, huyện Châu Đức là một trong số những tổ hội nghề nghiệp được đánh giá cao bởi tính hiệu quả. Sau hơn 3 năm thành lập, tổ hội phát triển thêm nhiều hội viên và không ngừng mở rộng về quy mô diện tích cũng như đầu tư thâm canh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Được thành lập vào đầu năm 2017, ban đầu tổ hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt xã Suối Rau, huyện Châu Đức chỉ có 11 hộ. Tham gia tổ hội nuôi cá, các hội viên được liên kết chia sẻ giúp đỡ nhau về giống, kỹ thuật chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm và được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao các kỹ thuật chăn nuôi. Cùng với đó, Hội nông dân tỉnh cũng tổ chức lớp dạy nghề nuôi cá nước ngọt cho tổ viên để áp dụng cho thực tế. Trong hơn 3 năm qua, tổ hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt đã tính chấp tạo điều kiện cho các hội viên vay gần 3 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân và từ ngân hàng chính sách xã hội. Đồng thời, tổ hội ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm cá nước ngọt với hợp tác xã Len của xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Nhận thấy hiệu quả của tổ hội, nhiều hộ nuôi cá khác trên địa bàn xã Suối Rau đã đăng ký tham gia. Đơn số thành viên của tổ hội lên 20 người với diện tích nuôi đạt hơn 35 hectare. Chương trình Hòa nhịp phát triển sẽ tiếp tục với ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng LPG trên địa bàn, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 95 cơ sở. Đến nay, đội đã rà soát kiểm tra được 66 cơ sở. Qua kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Vũng Tàu ghi nhận hầu hết các cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng LPG trên địa bàn thành phố đều có ý thức được tính chất mức độ nguy hiểm cháy nổ, từ đó chủ động trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu. Tuy nhiên, tại một số cơ sở vẫn còn tình trạng thiết bị điện lắp đặt tại khu vực kinh doanh khí LPG chưa phải loại phòng nổ, chưa niêm yết đầy đủ nội quy quy định phòng cháy chữa cháy. Một số cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy nổ. Trong vài ngày tới, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Vũng Tàu tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng LPG trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 6, Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor số 98 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu quyết định giảm giá 50% giá vé cho các đoàn khách lữ hành.
Ngoài việc giảm 50% giá vé cho các đoàn khách lữ hành, Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor, thành phố Vũng Tàu tiếp tục áp dụng chương trình giảm 10% giá vé cho khách lẻ đến ngày 30 tháng 6. Theo đó, với khách lẻ là người Việt Nam, giá vé chỉ còn 63.000 đồng một người. Với người nước ngoài, giá vé giảm còn 80.000 đồng một vé. Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor là một trong những bảo tàng lớn nhất Việt Nam, là nơi trưng bày hơn 3.000 hiện vật vũ khí cổ của các nước trên thế giới. Ngoài các khu trưng bày vũ khí hiện vật, bảo tàng còn có quầy bán hàng lưu niệm, nước uống và thức ăn nhanh để phục vụ khách đến tham quan. Hàng năm, bảo tàng thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Đây được xem là sản phẩm du lịch đặc trưng của Bà Rịa Vũng Tàu. Ghi nhận cuối cùng là tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, cùng sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị tại thị xã Phú Mỹ đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Đến nay, theo Bộ Tiêu chuẩn Đô thị loại 3, Phú Mỹ đã đạt 52 trên 59 tiêu chí với số điểm trên 89 điểm, vượt 15% mức quy định. Một số tiêu chí còn lại đang hoàn thiện để thị xã nỗ lực phấn đấu về đích chuẩn đô thị loại 3, xứng tầm là trung tâm công nghiệp, cảng biển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thúc đẩy tiến trình phát triển của địa phương, những năm qua, thị xã Phú Mỹ tập trung huy động hàng chục tỷ đồng, các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nhân dân để đầu tư cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, Phú Mỹ cũng ưu tiên dành hơn 300 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách để phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội giao thông. Để việc đầu tư đúng trọng tâm đạt hiệu quả, thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo cho từng địa phương tập trung phân công thực hiện đầu tư theo lộ trình, kế hoạch được giao. Nhờ vậy, đến nay, 5 phường trung tâm của thị xã đều đạt trên 90% tiêu chuẩn phường văn minh đô thị. Các thiết chế văn hóa, xã hội, công trình công cộng đều đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân trên địa bàn. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.